Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất mặt tiền đường nhựa quý anh chị nhé. Và khu vực này thì thuộc xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Một lô đất cực kỳ là dài. Và đất này là đất thổ cư 100% luôn rồi quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và cái lô này nó là hướng Tây. Và con đường nhựa này chúng ta chạy thẳng thì mình sẽ đi về hướng trung tâm hành chính của huyện Đức Hòa. Và mình chạy thẳng thì mình sẽ gặp được cái vòng xoay đèn xanh đèn đỏ. Thì mình sẽ rẽ trái thì đi lên trung tâm hành chính Đức Hòa. Còn mình rẽ tay phải thì sẽ là hướng đi về khu vực Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị nhé. Và đây chính là vị trí của lô đất. Từ cái cọc bê tông này chúng ta đo ngang sang là 13m và dài sâu, dài thường thượt luôn quý anh chị nhé. Dài tận xuống cái cây dừa ở phía dưới kia luôn là 110. Tổng diện tích trên sổ nó là 1369m², một lô đất cực kỳ là dài và rộng. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, mặt tiền đường nhựa. Và từ khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh chúng ta chạy lên tới đây thì chỉ khoảng là 6km. Khu vực dân sinh nhà cửa rất là đông đúc quý anh chị nhé. Lâu này có giá là 5,3 tỷ Việt Nam đồng, là bao sang tên công chứng, đóng thuế ra sổ cho chúng ta luôn, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nữa. Vị trí mặt tiền đường nhựa giá cực kỳ là rẻ. Cái lô này vô cùng là thuận lợi để cho chúng ta có thể mua để dành, mua để an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Một lô đất vô cùng là dài. Từ cái tường, cái cọc bê tông đó chúng ta đo ngang sang tới cái đường hàng gạch xây bên cái mép đường bên này là tới 13. Dài sâu tận xuống dưới cây dừa phía dưới quê luôn quý anh chị nhé. Nhìn dài sâu hun hút luôn, 110, dài 110. Tổng diện tích nó là 1369m² và lô này là hướng Tây. Giá chỉ có 5,3 tỷ Việt Nam đồng cho mặt tiền đường nhựa như thế này. Rất là đẹp và rẻ quý anh chị nhé. Do chủ đất người ta đang cần tiền, muốn bán nhanh, do đó mà bán với giá rẻ để bán cho nhanh. Quý anh chị xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị có thể sở hữu ngay một cái vị trí giá rẻ này quý anh chị nhé. Mặt tiền đường nhựa cực kỳ là đẹp. Chúng ta chạy thẳng là đi về ngay trung tâm hành chính của huyện Đức Hòa, đi về khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh và đi về huyện Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như chúng ta có thể đi lên trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất là gần. Lâu lâu mới xuất hiện một lô mặt tiền lớn mà giá lại rẻ như thế này quý anh chị nhé. Do chủ đất người ta cần tiền để kinh doanh làm ăn, do đó mà bán với giá khá là rẻ, 5,3 tỷ Việt Nam đồng. Chúng ta có thể sở hữu hơn 1000m² mà là đất thổ cư luôn quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, ngang 13, dài 110, tổng diện tích tới 1369m². Chúng ta mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước. Vị trí này nó thuộc là xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 14km quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.